đó thì thầy đi dự lễ tốt nghiệp khóa học luật sư ở trường Đại học Luật. Thì khách mời là những thí sinh và đệ tử thầy và cũng như những người ta mời đến dự. Mà ta mời đến dự thì gia đình ta mời thôi chứ trường đâu có thiệp mà bắt đầu có ai có thiệp mời đâu. Rồi tất cả các thí sinh khi mà cha mẹ anh em bà con ta đến dự cái lễ đó thì người người nhận bằng và người ta đến gia đình ta được phép vô khuôn viên trường học, và người không có học cũng được quyền vô trường học. Trường học là ai cũng vô được, đăng ký học dù đã học rồi hay là tốt nghiệp rồi hay là mới học hay là chưa học, ta có quyền đến văn phòng để đăng ký học hoặc ta đến tham quan đều cho phép. Giờ có quy luật cái trường nào cấm tất cả các học sinh đến trường mà không cho vô sao vô văn phòng đăng ký học, rồi không vô sao tìm hiểu hồ sơ lấy lý lịch lần sau học 2005. Thì thầy tốt nghiệp năm hai cái, một cái năm 2001, 2005, một cái là 2003, 2007. Thì học thầy học trường thì thí sinh có quyền về trường dù mời không mời, ngày đó thầy một là có mời hay không mời thì thầy cũng có quyền về. Còn cái chuyện mà dự lễ thì người ta có mời cũng dự mà không mời cũng dự, ta đến còn còn đệ tử ta chúc mừng hay gia đình ta chúc mừng có quyền vô trường chứ. Còn có những cái trường ích kỷ tốt nghiệp người ta học 4 năm trời con cái ta mừng ngày đó nhận bằng khen mặn nhận cái bằng cử nhân hay bà nhận hạ sĩ liệt sĩ, ta có người ta có người ta mời gia đình người ta đến đi chúc mừng, hoặc người ta vinh hạnh trong trong ngày đó lên ta có thể mua bông ta chúc mừng ta bộ tặng hoa. Sao cấm không cho người ta vô, không chấm cho vấn đề này. Còn cái chuyện mà trường nào các trường thầy thầy nói cho chúng con biết, không nhất thiết cơ hà có bằng đại học, học sĩ, tiến sĩ hay là già cả gì, là trường nào cũng cho mướn bộ đồ để chụp hình. À, cái bộ đồ đó là thầy mua ở trường nào rồi hả? Trường nào cũng cho mướn hết, trường nào cũng cho mướn với tất cả các người mà chụp hình ngày đó, trường nào cũng có những người chụp tới người 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 chụp hình là người cho mượn ngày đó. Là đại học thì người ta chỉ bằng đại học không, tiến sĩ thì tiến sĩ không, thì người ta có cái bằng bằng ta in logo tên trường gì rồi tốt nghiệp ngày nào thì ta chụp hình, chứ đâu có chịu đến trường học nào bộ đồ không có giá trị gì. Và bộ đồ đó thì mỗi cái trường có một mẫu khác nhau, còn nhiều trường thì không cần cái mẫu. Có mẫu không quan trọng, tại người đó muốn lấy logo chứ còn chụp hình ta tốt nghiệp ta lên nhận bằng là đi về thôi, chứ nó không có liên thông tới bộ đồ. Còn mình lên sân khấu chẳng qua đồng phục thì làm cho đẹp, ví dụ người này bận thì người kia đẹp mà bận hết mới đẹp, chứ còn không có trường nào bán hết. Thầy nhiều khi thầy mua mỗi trường một bộ đi 500 triệu thầy mua chục trường chục bộ đi, nhưng mà đâu có ai bán. Trường chỉ cho mượn chụp hình ví dụ như 500 ngàn cho mượn 500, bù thêm triệu hay là 800 rồi lắc về trả lại rồi hoàn lại mình số tiền là còn dư. Giống như đến trường học nào cũng vậy, mượn sách thường thường sách là 50 ngàn phải giam còn 100 ngàn, chừng nào không trả sách đó là trả lại còn 50 đó. Rồi là hôm bữa là thầy đi hết tất cả là ba trường. Không, mỗi ngày hai trường, một Mỗi ngày quần là trường hai trường luôn thầy ha. thì thầy là tiến sĩ danh dự, thầy được mời, thầy đã tốt nghiệp hạc sĩ ở tiến sĩ ở Ấn Độ 7 năm, thầy cũng tiến sĩ ở trường đại học Maha Chulalongkorn Bangkok Thái Lan, còn nhiều cái bằng khác học nhưng mà thầy không có làm. Nó thông qua những cái trường đời trường xã hội thầy học, còn trường Phật giáo thì hồi xưa học thầy có học trung cấp trường đại học Tùm Lâm ở Đồng Nai, rồi đại học hồi đó có học cơ bản Phật học ở chùa Vĩnh Nghiêm nhưng hồi xưa. Còn khi thầy lớn lên thì bất cứ cái trường nào mình học cũng được, trường nào cũng bằng nhau, con đừng có quan trọng cái tên trường. Học trường đại học Luật cũng vậy, trường đại học Công an cũng vậy, trường đại học quân sự sĩ quan đều cái cũng là bao nhiêu mấy chục môn mới đậu. Mà khi mình học cái trường ví dụ như giờ con học trường nào không biết, bất cứ trường nào, nhưng mà con ra trường bất cứ ngành nào cũng không phân biệt con, tại vì cái tất cả các trường đại học khi có bằng đại học là bằng nhau hết, đâu phải con luật sư trường nào cũng có, con cũng có đại học Luật. Con giờ con học qua trường đại học Luật cũng có ngành là đại học Luật quốc tế, đại học tài chính, đại học hình sự dân sự, qua trường trường đại học kinh tế con học bên con chọn ngành để là luật, con chuyên học luật đất đai, luật thương mại, luật tài chính.
luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật quốc tế, bất cứ trường nào cũng có ngành nghề giống nhau hết. Thì con ra trường thì trường nào cũng quan trọng, mà nộp hồ sơ vô người ta có nhận cái làm việc hay không. Thì giờ thầy giải thích cho con học, thì mỗi cái học trường đại học thì con học từ 46 môn cho đến 60 mấy môn mới được hoàn thành cái bằng đại học. À, còn học tiến sĩ thì 16, 18 môn. Rồi học hạc sĩ thì tùy theo cũng mười mấy môn mà do mình chọn lựa. Rồi hoặc mình chọn lựa thì mình luận văn một cái bài văn nào đó mình đậu. Còn cái học thì nói học tạ chức cũng giống nhau, mà hệ từ xa cũng giống nhau, mà hệ bồi dưỡng cũng giống nhau, mà học chính quy hay không chính quy giống nhau. Chính quy là mình đã, ta nói chính quy đã học rồi vậy thôi. Mình học trường nào đó mà học trường nào cũng có ngành nghề giống nhau. Thầy ơi, vậy là hôm bữa là thầy đi mấy cái trường đại học là thầy đi bằng cái gì, từ đây từ Củ Chi mà lên tới Thủ Đức rồi mấy quận chín xe xa này? Thì đến thì dự lễ thì thầy cũng có ngồi, thầy già đã, thầy nói đã để dành cho sinh viên học sinh ngày đó. Ngày đó chỉ có trao bằng đại học thôi, còn thầy tiến sĩ rồi bài đại học thầy nhận làm gì? Không, ý con là thầy đi chuyển bằng xe máy là... Đi xe hơi, tất cả thầy đi các trường đại học đều xe hơi. Cứ mỗi ngày thầy đi hơi là cái giá từ 1 triệu cho đến 1,2 triệu là thầy thuê nguyên ngày, dù một buổi hay nửa ngày hay nguyên ngày thì thầy thuê ngày thì 1,2 triệu, còn chạy gần thì 1 triệu, còn nếu trong thành phố thì 600-700 ngày. Có nghĩa tính tùy theo cái thời gian đi, nó tính giống như ráp thì cũng thì xe ráp mà nó tính giờ cũng chờ đợi, thì tính 50-100 gì đó, mấy tiếng 50. Tính ra thầy đi mấy ngày là hết 3-4 triệu này ha. Ở đây hả? Thầy đi không là trên 15 triệu chứ. Thầy chụp hình không là mỗi cái trường là chụp hình ít nhất là 4 triệu, 5 triệu một trường. Thì tiền bạc đâu quan trọng, mình chụp hình kỷ niệm một tấm. Mỗi tấm hình đơn giản thì chụp hay là 500 ngàn, à sao? 500 ngàn, 600 ngàn, 600. Mắc vậy hả? Cái chụp hình không là 600 tấm hình. Còn cái hình nhỏ nhỏ thì 50, 100. Rồi mình chụp lần trường nào thầy cũng chụp mấy chục tấm, chụp kỷ niệm mà. Chụp cái lấy cái hiệu trường mà là kỷ niệm chứ, cái trường con lấy chụp hình cái tên trường đó con làm gì, lên cơ quan nhận con làm để hiệu là đại học cái nhận hồ sơ vô à. có cái hình để hiệu hiệu trường cái nó cho con làm việc cơ quan thì đó. Thầy đến trường như vậy mấy học sinh sinh mấy học mấy sinh viên á nhận thấy thầy ấy có đòi chụp hình rồi để cho thầy không? Có, vui lắm. Đến thầy xưng thầy vui hạnh phúc khi mấy thí sinh xung thầy nè. Chụp hình với thầy, điều hạnh phúc của danh dự của mình có nhiêu đó. Đến cũng vậy, là học sinh với đệ tử của mình mà đến thì mình phải tôn trọng nó. Mới muốn làm luật sư, làm công an, muốn làm việc cho chùa hoặc nó giúp đỡ chùa. Như thầy có một đoàn luật sư hùng mạnh, đoàn sinh viên làm các cái ban ngành hùng mạnh. Còn thầy đã tốt nghiệp trường học lâu rồi, thì giờ thầy cũng tốt nghiệp trường đại học báo chí ở trường Đại học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trường thầy tốt nghiệp bên ngành chuyên gì, quản lý du lịch. Thầy quản lý du lịch thầy đóng tiền, nhưng mà có một số trường thầy lấy bằng rồi, một số trường thầy chưa muốn lấy. Rồi trường đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh năm rồi thì các trường nào thầy cũng hồ sơ, rồi trường nào hết lấy bằng mau trường muộn gì thầy, nhưng mà để lâu thì người ta sẽ hơi khó khăn cho mình, tại hồi đó thầy đi nước ngoài để hoài đi lấy bằng thì nó hơi khó khăn chút. Còn mình học có lấy bằng liền, tốt nghiệp liền thì nó dễ. Nên là thầy nhiều bằng mà thầy học mười mấy trường đại học đều có bằng cấp đầy đủ hết. Nên thầy đâu có sợ ai. Mà bằng nào thầy cũng mua. Thầy nói tuyên bố không có cái bằng gì mà thầy không mua. Mua là gì?